nói chị đẹp mới đi siêu thị về kêu mình soạn đồ ra cất. Để tính coi cái đống bánh này cất ở đâu bây giờ ta. Đi mà coi bộ nhìn cũng ngon á, để ăn mấy miếng rồi suy nghĩ tiếp. Mà ví dụ cất vô bụng mình nghe cũng hợp lý lắm chứ bộ. Chứ cũng lâu rồi chưa có ăn bánh kẹo lặt vặt kiểu này á. Mà ngồi ăn vậy thôi chứ con mắt cứ tiêu vào cái hộp bánh màu xanh này nè. Tại nhìn xịn nhất mà. Nhớ hồi bữa đi siêu thị thấy người ta bày bánh trung thu của Kido's Bakery này quá trời. Cũng tầm 300-400 ca xiền hộp 4 cái như này. Nay chị đẹp rinh về tranh thủ thử lẹ thôi chứ đỡ gì nữa. Giá tầm trung mà có nhiều nhân xịn nữa. Nào là gà quay tứ xuyên, hạt sen mứt dâu Việt Quốc, lạ hơn thì có cua Canada sốt Singapore, tôm Alaska sốt nấm truffle. Nghe quý tộc dễ sợ nên mình sẽ thử một cái cua hoàng đế sốt Singapore nha. Gì chứ mới cắn vô cái mà nghe thoang thoảng mùi cua là thấy khoái rồi á. Vỏ bánh mềm mỏng quan trọng là khoái cái trứng muối bạ chả bứ này á. Mà coi bộ hạt sen mứt dâu Việt Quốc này nghe cũng lạ nha. Tim nhân ngọt đậu xanh thì chắc cũng thích cái này luôn á. Thơm thiệt nha, có cái nhân chua chua ngọt ngọt ăn đỡ ngán hẳn. Bánh trung thu uống trà sữa cho nó mới lạ luôn chứ uống trà nóng là xưa rồi. Công nhận cái combo này kết hợp với nhau cũng hợp lý ghê luôn á. Nhớ hồi đó đi học cũng hay ăn sáng bằng bánh mì ngọt của Kido. Những thương hiệu lâu năm để ăn hay làm quà tặng đều thấy yên tâm hơn hẳn ha. Để đây tiếp nữa cái tôm Alaska sốt nấm truffle. Ta nói một năm có một mùa trung thu thôi nên ăn cho đã luôn. Tính đẩy thêm cái nhân ngọt nữa mà chị đẹp quay qua hỏi đang làm cái gì vậy? Thì đang cất bánh trung thu chứ làm gì.